Cuộc tấn công mới nhất bằng tên lửa của Iran nhằm vào Israel đã đổ thêm dầu vào lửa trong xung đột hiện nay tại Trung Đông. Theo giới phân tích, xung đột có leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện hay không phụ thuộc một phần vào cách Israel lựa chọn đáp trả. Iran đã phóng gần 200 tên lửa về phía Israel vào hôm 1 tháng 10, trong số đó có nhiều tên lửa đã trúng mục tiêu. Cuộc tấn công này có cường độ mạnh hơn so với cuộc tấn công mà Tehran thực hiện vào tháng 4 năm 2024. Lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran, IRGC tuyên bố lần đầu sử dụng tên lửa siêu thanh được sản xuất ở trong nước cho cuộc tấn công, đồng thời nói rằng 90% số tên lửa đã trúng mục tiêu. Mặc dù vậy, quân đội Israel khẳng định một số lượng lớn tên lửa do Iran bắn đã bị đánh chặn. Phát biểu trong cuộc họp nội các, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẽ đáp trả. Iran đã phạm một sai lầm lớn và họ sẽ phải trả giá. Chính quyền Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả đũa của chúng tôi. Theo một quan chức Mỹ, nhiều căn cứ không quân của Israel đã bị nhắm mục tiêu và một căn cứ đã bị tấn công, gây ra thiệt hại nhỏ. Một quan chức khác cho biết trụ sở của cơ quan tình báo Mossad của Israel cũng là một mục tiêu nhưng không bị tấn công. Bilan Saab, một thành viên cấp cao tại Viện Trung Đông ở Washington nhận định khả năng xung đột leo thang hay không sẽ phụ thuộc vào phản ứng đáp trả của Israel. Israel có thể nhận thấy đây là cơ hội duy nhất để gây tổn hại cho tất cả các đối thủ của nước này và giáng cho họ một đòn chí mạng. Các nhà phân tích an ninh cho rằng thiệt hại mà Israel gây ra cho Hezbollah, lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn, đã làm suy giảm khả năng gian đe của Tehran. Theo giới quan sát, hiện Israel có nhiều lựa chọn hơn để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào ngày 1 tháng 10. Danny Sichinowicz, một cựu sĩ quan tình báo Israel cho rằng Israel sẽ có nhiều lựa chọn hơn để đối phó với Iran so với hồi tháng 4, vì về cơ bản, mối đe dọa từ lực lượng Hezbollah đã giảm đáng kể. Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden có thể thúc giục Israel kiềm chế phản ứng của mình, nhưng trong bối cảnh cuộc bầu cử của Mỹ đang đến gần, tiếng nói của họ có thể sẽ ít ảnh hưởng hơn so với hồi tháng 4. Ông Sichi Nowitz lưu ý đây sẽ là một sự leo thang mà kết cục khó có thể lường trước. Hành động của Israel gần như chắc chắn sẽ khiến Iran đưa ra một phản ứng khác. Chúng ta dường như đang ở giai đoạn đầu của cuộc đối đầu mạnh mẽ giữa Israel và Iran. Đại giáo chủ, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei vào dạng sáng ngày 2 tháng 10 đăng thông điệp trên mạng xã hội X những người chính nghĩa có thể phải hy sinh, nhưng rốt cuộc họ sẽ bất khả chiến bại, đó là những người chiến thắng trên chiến trường. Trong một bài đăng khác, ông tuyên bố, thắng lợi thương liêng sắp xảy ra, kèm theo bức ảnh đồ họa với kho tên lửa nhiều chủng loại của Iran, trong đó một số quả đang được phóng lên. Lãnh tụ tối cao Iran cũng cảnh báo đòn tấn công của mặt trận kháng chiến sẽ quyết liệt hơn, đau đớn hơn nhằm vào Israel. Reuters vào ngày 1 tháng 10 dẫn lời quan chức Iran cấp cao giấu tên cho biết ông Khamenei đang ở nơi an toàn sau khi Tehran phóng gần 200 tên lửa vào Israel. Theo nguồn tin, lãnh tụ tối cao Iran đã sơ tán tới nơi an toàn sau khi Israel hạ thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah hồi tuần trước. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran gọi tắt là IRGC vào đêm ngày 1 tháng 10 thông báo tiến hành chiến dịch lời hứa đích thực hai, khai hỏa khoảng 200 tên lửa các loại vào ba căn cứ quân sự Israel gần thành phố Tel Aviv gồm sân bay Nevatim, Tenov và Hadzerim, khẳng định 90% quả đạn đã đánh trúng mục tiêu. Theo quân đội Israel, Iran đã phóng khoảng 180 tên lửa đạn đạo trong chiến dịch này, nhưng phần lớn đã bị hệ thống phòng không của họ cùng các đồng minh Mỹ và Jordan đánh chặn hai người ở Tel Aviv bị thương và một dân thường Palestine ở Jericho thiệt mạng vì mảnh tên lửa. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari khẳng định rằng không quân nước này vẫn đảm bảo năng lực hoạt động bình thường và sẽ tiếp tục không kích quyết liệt ở Trung Đông. Ông cảnh báo Iran đã phạm sai lầm nghiêm trọng và đang khiến xung đột Trung Đông leo thang. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Iran đã phạm sai lầm lớn và Tel Aviv sẽ đáp trả, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột Israel Iran bùng phát thành một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông. Trong khi đó, tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, nước này không tìm kiếm chiến tranh nhưng sẽ kiên quyết tự vệ trước mọi mối đe dọa, thêm rằng cuộc tấn công tên lửa vào Israel chỉ là phần nổi của tảng băng. Ngoại trưởng Iran cho hay, đòn tấn công sẽ kết thúc nếu Israel không có thêm hành động đáp trả. Theo Reuters và Tas, vào ngày 2 tháng 10, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho biết, Tehran đã yêu cầu Washington không can thiệp sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào Israel. Tuyên bố được đưa ra sau khi Iran phóng khoảng 180 quả tên lửa vào lãnh thổ Israel vào đêm ngày 1 tháng 10. Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri cho biết nước này đã tấn công hai căn cứ không quân Israel và trụ sở cơ quan tình báo Mossad. Trang tin Axios của Mỹ dẫn lời giới chức Israel nói rằng Tel Aviv sẽ thực hiện cuộc trả đũa đáng kể đối với cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran trong vài ngày tới, có thể nhắm vào các cơ sở sản xuất dầu bên trong Iran và các địa điểm chiến lược khác. Đồng minh lớn nhất của Israel là Mỹ cũng lên tiếng cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel đã bị đánh bại và không hiệu quả. Nói chuyện với báo giới, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan khẳng định, dựa trên những gì chúng tôi biết tại thời điểm này, cuộc tấn công này có vẻ đã bị đánh bại và không hiệu quả. Nhà trắng cũng ra tuyên bố cho biết, tổng thống Joe Biden vào ngày 1 tháng 10 đã ra lệnh cho quân đội Mỹ hỗ trợ phòng thủ cho Israel, bắn hạ các tên lửa của Iran. Ông Biden và Phó tổng thống Kamala Harris đều đang theo sát cuộc tấn công của Iran vào Israel từ phòng tình huống của Nhà Trắng. Theo giới chức Mỹ, các tàu khu trục của nước này đã tham gia cùng lực lượng không quân Israel chống lại cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran. Trước đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC vào ngày 1 tháng 10 cho biết đã sử dụng tên lửa được sản xuất trong nước trong hành động phóng tên lửa tối cùng ngày nhằm vào các địa điểm chiến lược ở Israel, đồng thời khẳng định điều này được thực hiện trong khuôn khổ quyền tự vệ hợp pháp của Iran và dựa trên luật pháp quốc tế. New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao giấu tên của Israel và Mỹ vào ngày 1 tháng 10 cho biết, sau chiến dịch không kích tăng cường kéo dài hai tuần qua, Israel đã phá hủy hàng loạt kho vũ khí của lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Ước tính, một nửa kho dự trữ tên lửa và đốc kết tích trữ hàng chục năm của Hezbollah đã bị phá hủy. Thậm chí, theo một nhà ngoại giao phương Tây, trước khi Israel thực hiện vụ không kích ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah hôm 27 tháng 9, Hezbollah đã mất 20 tới 25% năng lực tên lửa. Hezbollah với sự giúp đỡ từ Iran đã mất khoảng 30 năm để xây dựng phần lớn kho dự trữ gồm khoảng 120.000 đến 200.000 tên lửa đốc kết. Hezbollah đã giải vũ khí của mình khắp Lebanon và sử dụng chúng cho các cuộc tập kích Israel từ tháng 10 năm ngoái. Khi mở chiến dịch không kích tăng cường cách đây hai tuần, Israel đặt mục tiêu hạ sát các chỉ huy cấp cao của Hezbollah, cũng như phá hủy các kho vũ khí đạn dược nhằm làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của lực lượng này. Tuy vậy, giới chức Israel và Mỹ nhận định hòa lực của Hezbollah vẫn còn đáng kể với hàng chục nghìn tên lửa rocket và nếu Hezbollah triển khai các cuộc tập kích quy mô lớn, hệ thống phòng thủ vòng sắt của Israel vẫn có nguy cơ bị áp đảo. Ngoài việc không kích vào các kho vũ khí của Hezbollah, Israel cũng dùng những phương án khác nhằm làm suy yếu năng lực của Hezbollah. Các cuộc không kích của Israel nhắm đến ban lãnh đạo cấp cao của Hezbollah, trong đó có thủ lĩnh Hassan. Hôm 1 tháng 10, Israel tuyên bố ông Muhammad Jafar Qasi, chỉ huy phụ trách vấn đề chuyển giao tên lửa từ Iran đến Lebanon, đã thiệt mạng trong một cuộc tập kích của Israel nhằm vào thủ đô Beirut, Lebanon. Bất chấp kho tên lửa và đốc kết còn lại vẫn rất lớn, nhưng Hebola đến nay vẫn chưa bắn một số lượng lớn hỏa lực vào Israel để đáp trả các cuộc tấn công. Theo giới chức Mỹ, việc Israel hạ sát hàng loạt chỉ huy cấp cao của Hebola đã làm tổn hại nghiêm trọng cơ cấu chỉ huy và kiểm soát của nhóm, khiến rất ít quan chức cấp cao của họ có thể ra lệnh một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy. Cũng có thể, Hebola đang chờ tín hiệu từ Iran, quốc gia đã giúp Hebola xây dựng kho vũ khí để làm nên sức mạnh gian đề. Hezbollah dường như muốn Iran trả đũa bằng kho vũ khí mạnh hơn nhiều. Nếu Hezbollah sử dụng phần lớn kho vũ khí còn lại của mình và không thể bổ sung, biện pháp gian đe đó sẽ biến mất. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh thông báo, hôm 30 tháng 9, chúng tôi sẽ mở rộng một số đơn vị đã được triển khai đến khu vực Trung Đông. Lực lượng luân chuyển sắp tới vào khu vực này sẽ được tăng cường. Bà Sinh cho biết những nỗ lực bổ sung này bao gồm máy bay chiến đấu F-16, F-15E, A-10, F-22 và các nhân sự liên quan, đồng thời cho biết sẽ có thêm vài nghìn quân nhân trong khu vực này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hôm 1 tháng 10 thông báo ba phi đội máy bay chiến đấu bổ sung đang được triển khai đến Trung Đông và một phi đội đã đến nơi. Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã triển khai hàng nghìn quân nhân trong khu vực và đã bố trí các khí tài ở phía đông địa Trung Hải và Biển Đỏ, bao gồm tàu khu trục, nhóm tác chiến tàu sân bay Lincoln và máy bay chiến đấu. Mỹ hiện có ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường đang hoạt động ở phía đông địa Trung Hải, USS Alekberg, USS Cole và USS Bunkley. Việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông diễn ra trong bối cảnh khu vực đang chứng kiến hàng loạt điểm nóng, bao gồm xung đột israel hebola israel hamas israel iran vân vân căng thẳng leo thang làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn tối ngày 1 tháng 10, iran ồ ạt phóng tên lửa nhằm vào israel động thái này được cho là đáp trả việc israel ám sát hàng loạt thủ lĩnh hebola phá hủy hạ tầng hebola ở liban gần đây Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố cuộc tấn công là đòn đáp trả quyết liệt Israel dựa trên các quyền hợp pháp và nhằm thiết lập hòa bình an ninh ở Iran cũng như là khu vực. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói Iran đã phạm sai lầm lớn và sẽ phải trả giá vì tấn công tên lửa vào nước này. Nhà trắng tuyên bố cuộc tấn công vào Israel là một sự leo thang đáng kể của Iran với hơn 200 tên lửa bắn về phía nước này. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder, cuộc tấn công của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10 có quy mô lớn gấp đôi cuộc tấn công của Iran vào tháng 4. Các tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã bắn khoảng 10 tên lửa đánh chặn vào các tên lửa do Iran phóng về phía Israel trong trận tập kích mới nhất. Giới chức Mỹ cũng cho biết họ sẽ thảo luận kỹ lưỡng với phía Israel về các biện pháp phối hợp đáp trả Iran. Trước đó, Israel mở chiến dịch quân sự trên bộ ở Liban vào đêm ngày 30 tháng 9, dạng sáng ngày 1 tháng 10. Chiến dịch trên bộ hạn chế được kích hoạt sau khi Israel tiến hành không kích tăng cường các mục tiêu Hezbollah ở nước láng giềng Liban. Làn sóng không kích kéo dài hai tuần qua khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng và hơn 8.700 người bị thương. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari xác nhận quân đội Israel đã tiến hành tổng cộng hơn 70 cuộc đột kích quy mô nhỏ vào miền nam Liban kể từ khi xung đột với Hezbollah nổ ra cuối năm ngoái. Theo kênh ABC News, ngày 2 tháng 10, tổng thống Joe Biden đã có phản ứng mạnh mẽ sau khi Iran thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel. Ông tuyên bố rằng quân đội Mỹ đã tham gia hỗ trợ Israel bắn hạ các tên lửa từ Iran trong một nỗ lực tấn công được ông mô tả là không hiệu quả. Tổng thống Biden khẳng định đây là bằng chứng rõ ràng về sự hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Mỹ và Israel cũng như khả năng phòng thủ xuất sắc của cả hai quốc gia trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng liên quan đến vụ iran tấn công tên lửa vào israel tổng thống biden khẳng định rằng mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ israel hết mình về phần mình phó tổng thống mỹ kamala harris cũng bày tỏ sự đồng tình khẳng định bà ủng hộ quyết định của tổng thống biden và nhấn mạnh sự cam kết không lay chuyển của bà đối với an ninh của israel Cuộc tấn công của Iran diễn ra chỉ vài ngày sau khi thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah bị ám sát và được các quan chức Mỹ mô tả là một sự leo thang đáng kể tình hình. Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa đạn đạo nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau trên lãnh thổ Israel, trong đó quân đội Mỹ đã phối hợp với Israel để bắn hạ một số tên lửa này. Các tàu khu trục của Hải quân Mỹ USS Bunkley và USS Cole đã tham gia bắn khoảng một chục tên lửa đánh chặn nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Iran. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết không có thiệt hại lớn nào đối với máy bay hay tài sản quân sự chiến lược của Israel. Ông cũng thông báo rằng Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris đã theo dõi tình hình sát xa sao từ phòng tình huống của Nhà Trắng, liên tục nhận các báo cáo cập nhật từ đội ngũ an ninh quốc gia. Tổng thống Biden đã liên lạc thường xuyên với các quan chức Israel, mặc dù chưa có cuộc trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tổng thống Mỹ cũng cho biết đang tiếp tục thảo luận và sẽ quyết định hành động tiếp theo dựa trên sự tư vấn từ các đối tác Israel. Trong khi chính quyền Biden tránh đưa ra quan điểm rõ ràng về việc liệu Israel có nên đáp trả mạnh mẽ hay không, nhiều quan chức và nhà lập pháp từ cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ đã lên tiếng. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham gọi cuộc tấn công của Iran là điểm giới hạn và kêu gọi phản ứng mạnh mẽ. Ông đề nghị các cơ sở lọc dầu của Iran nên bị tấn công để đáp trả, nhằm làm suy yếu nền kinh tế nước này và ngăn chặn các hành vi tấn công tiếp theo. Cùng với đó, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện cũng kêu gọi chính quyền Biden đưa ra thông điệp mạnh mẽ tới Iran và thúc đẩy hành động ngăn chặn bạo lực thêm. Theo tờ Jerusalem Post của Israel, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Adachi cho biết trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter, vào sáng ngày 2 tháng 10 rằng Iran đã thực hiện quyền tự vệ chống lại Israel và hành động của nước này đã kết thúc trừ khi chính quyền Israel quyết định trả đũa thêm. Ngay sau cuộc tấn công, Iran cảnh báo sẽ tấn công Israel một lần nữa và có khả năng là các mục tiêu của Mỹ nếu Israel đáp trả cuộc tấn công từ Tehran. Trong khi đó, các nhóm dân quân thân Iran ở Iraq đã cảnh báo rằng các căn cứ của Mỹ tại đó có thể là mục tiêu. Trước nguy cơ xung đột leo thang sau khi quân đội Israel mở chiến dịch đổ bộ hạn chế vào Liban và sau khi có nguồn tin về mối nguy cơ tên lửa bắn từ Iran, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel vào tối ngày 1 tháng 10 theo giờ địa phương đã ra khuyến cáo tới cộng đồng. Thông báo nêu rõ vào hồi 14 giờ theo giờ địa phương, tức ngày 1 tháng 10 năm 2024, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel ban hành hướng dẫn an ninh an toàn, trong đó yêu cầu các bãi biển đóng cửa, yêu cầu người dân hạn chế tụ tập ở ngoài trời tối đa 30 người và hạn chế tụ tập trong nhà tối đa là 300 người, cố gắng ở gần hầm trú ẩn nhất có thể trong vòng 90 giây, phạm vi áp dụng toàn bộ miền Bắc và miền Trung Israel, bao gồm cả Tel Aviv, Jerusalem Thời gian áp dụng từ 14 giờ ngày 1 tháng 10 đến 20 giờ ngày 5 tháng 10. Ngay sau khi có thông tin Mỹ cảnh báo Iran đang chuẩn bị tấn công tên lửa đạn đạo vào Israel ngay trong đêm ngày 1 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã đề nghị người dân tuân thủ hướng dẫn của Bộ Tư lệnh mặt trận nội địa, đồng thời cho biết những ngày thử thách lớn đang ở phía trước. Căn cứ tình hình trên và để đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và tài sản, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel xin thông báo đến cộng đồng người Việt tại Israel tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại, hạn chế tụ tập đông người, cố gắng ở gần khu vực có hầm trú ẩn. Chủ động lên các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho bản thân và thân nhân trong bối cảnh chiến tranh hiện nay, cần thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời sự Israel trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại hạn chế đến các khu vực không đảm bảo an ninh, an toàn, khu vực có nguy cơ cao, xảy ra các cuộc tấn công như trụ sở chính quyền, khu vực quân sự, khu vực chế nhân liệu. Thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân, đề nghị cộng đồng liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel. Cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Lebanon đang khiến quan hệ Mỹ-Israel trở nên căng thẳng. Trong bối cảnh cuộc bầu cử tháng 11 đến gần, có vẻ như nỗ lực rút chân khỏi chiến sự Trung Đông của chính quyền ông Biden bà Harris ngày càng xa vời. Sáng ngày 1 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tuyên bố bắt đầu một cuộc tấn công trên bộ vào phía nam Lebanon nhằm chống lại Hezbollah, bất chấp những lời kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng từ cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ theo tuyên bố của idf chiến dịch này nhắm vào các vị trí của hezbollah tại các làng gần biên giới được xem là mối đe dọa đối với cộng đồng dân cư ở phía bắc israel các nhà quan sát nhận định rằng cuộc tấn công trên bộ của israel đang làm nổi bật thực tế rằng mỹ dường như đã thất bại trong nỗ lực kiềm chế tel aviv và khiến xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát Nhà báo Stephen Collinson của tờ CNN lập luận rằng ông Netanyahu thường có xu hướng hành động trước rồi mới tham khảo ý kiến của Mỹ sau, ngay cả khi hành động của ông chắc chắn sẽ làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao của Mỹ và làm gia tăng nỗi lo sợ rằng Mỹ sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột tại khu vực. Trước đó, Mỹ đã không được thông báo trước về cuộc không kích của Israel hôm 27 tháng 9 nhằm vào thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Ông Collinson nói, cách tiếp cận này của Israel khiến chính quyền ông Biden giống như là một khán giả hơn là một bên tham gia tích cực vào sự kiện, như những gì mà một siêu cường nên làm. Nhiều tháng ngoại giao con thoi của ngoại trưởng Antony Blinken dường như không mang lại kết quả gì, cho đến nay Israel và Hamas vẫn chưa đạt được đồng thuận về một lệnh ngừng bắn. Trong giai đoạn chuyển giao quyền lực, việc ông Biden không thể kiềm chế Israel ở dài Gaza và bây giờ là Lebanon đã làm chia rẽ đảng Dân Chủ, có nguy cơ làm giảm tỷ lệ ủng hộ từ cử tri theo đường lối cấp tiến và cử tri gốc Ả Rập, đặc biệt là ở các tiểu bang giao động như Michigan. Tuy nhiên, bất kỳ động thái nào nhằm trừng phạt Israel đều có thể gây tổn hại uy tín của bà Harris trong nhóm các cử tri ôn hòa. Ông Collinson nhận định, trước thế tiến thoái lưỡng nan của ông Biden, Thủ tướng Netanyahu đã đặt cược rằng Mỹ sẽ không quay lưng lại với Israel. Hồi tháng 4, Mỹ và các đồng minh đã giúp đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhắm vào Israel nhằm trả đũa vụ tập kích vào lãnh sự quán Iran ở Syria, khiến 8 sĩ quan cao của nước này thiệt mạng. Hiện tại có vẻ như Mỹ sẽ khó rút chân khỏi vũng lầy Trung Đông. Một báo cáo mới đây của CNN cho thấy những quả bom 2.000 pound, tức là hơn 900 kg do Mỹ sản xuất, có khả năng đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào Beirut tuần trước, đe dọa châm ngòi một cuộc xung đột khu vực có thể gây tổn hại đến lợi ích và mục tiêu ngoại giao của Mỹ tại đây. Quan hệ giữa Mỹ và Israel đã trở nên căng thẳng trong nhiều tháng, đặc biệt khi giới chức Mỹ tức giận vì nhà lãnh đạo Israel đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah của một nhóm quốc gia do Mỹ dẫn đầu. Cựu đại tá Cedric Lighton, một nhà phân tích quân sự của đài CNN, cho biết các cuộc trò chuyện giữa giới chức Israel và Mỹ khi Tel Aviv dự kiến tấn công vào miền nam Lebanon là khá căng thẳng. Ông Layton nói, trên thực tế, Mỹ và Israel đều muốn chấm dứt xung đột. Washington đang cố gắng hạn chế phạm vi hoạt động quân sự của nước này nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Thế nhưng, Israel lại coi Hezbollah là ngôi nổ chiến tranh và muốn loại bỏ mối đe dọa này một lần và mãi mãi. Bên cạnh đó, Mỹ và đồng minh thường xuyên phải hứng chịu những đợt tấn công bằng tên lửa đánh chặn từ lực lượng Houthi ở Biển Đỏ. Washington vẫn đang nghĩ cách giải quyết các hậu quả kinh tế lâu dài khi các tàu chuyển hàng phải lựa chọn một tuyến đường dài hơn xung quanh châu Phi nhằm tránh khu vực giao tranh. Các cuộc đụng độ tại khu vực này cũng khó có thể kết thúc trong thời gian ngắn khi cuộc xung đột tại Gaza và mới đây nhất là Lebanon vẫn đang diễn biến phức tạp.